về khó ăn nè. Mới mua hả? Ừ. Anh mới mua còn thịt nè, thôi đến chút em kho tiêu nha. Ừ, em nãy em có bẻ bùn ngót với mướp á, rồi em bằm chút nấu canh còn chút kho tiêu ha. Anh Tuấn mới mua được miếng thịt nè, rồi em sẽ nấu canh với lại miếng kho tiêu cho anh. Thịt này em ướp rồi kho. Cái cơm sôi anh xới giùm em nha. Ừ. Rồi em ướp thịt cho bột ngọt chút ha. Nước màu. Nước mắm. Đường mới để đây mà kiến nó bu rồi. Cho miếng đường. Nè, anh chắc nước cơm giùm em cái em đi nấu canh ha. Cơm này ngon quá. Cái nồi này lửa lớn cũng không khét ha. Cho nó chín. Ừ, giờ mới nướng vô. Thịt nó chín rồi nha. Bắt nước này nấu canh ha. Sau rồi em bỏ thịt vô luôn. Mắm luôn. Mở nữa mở một vòng. Mở miếng hạt nêm. Mở một gói vô không? Mở một gói vô. Em bỏ miếng tiêu cho cái người múc ra anh em ăn cơm ở nhà. Bữa nay ăn cơm nổi rồi hả? Nổi. Đã đỡ. Hay bệnh cả nhà không gầy hái cơm lá sông. Cơm nó cơm cháy ngon quá nè. Ừ. Ừ. Có cơm cháy ha. Cái nồi này nấu nó không khét luôn ha. Ừ. Chào cả nhà. Mấy nay anh Tuấn anh bệnh đó cả nhà. Thì xong không gầy, nay anh cũng đỡ rồi, nay khỏe ha. Nào khỏe. Rồi ráng ăn miếng cơm đi, húp miếng canh nóng nè. Nay anh bệnh rồi ăn miếng thịt vô đi cho nó khỏe nha. Rồi, chứ không gầy ăn ngoài nó không bổ. Rồi mời cả nhà ăn cơm với hai anh em nha. Rồi mời cả nhà. Không gầy em cũng cảm em nghĩ làm hai clip. Cả nhà cũng thông cảm cho em tại vì thấy cô Chi nó em cũng mới bớt rồi thấy cô Chi làm mình nên đó cực khổ quá thì em thôi cũng gắng làm với nó thì có hai anh em mà tại cũng hái lá xong có xong cho em xong mấy ngày nay cả nhà nó lá gừng chứ lá này lá nọ chứ xong vô nó cũng khỏe cũng đỡ hấp nước rồi vô. Em mời cả nhà ăn cơm với anh em. Canh nó mướp nó ra ngọt quá ha. Ngon ha. Mướp này trái nhỏ nhỏ không. Trời mưa này mà muỗi nó cắn nhiều quá. Sốt là cũng sợ lắm á.
mình bị bệnh á nha, rồi mình làm mình không nổi á, em nó gán làm, em nó không, em nó không bỏ clip, em nó gán làm mình làm thấy tội nghiệp quá. Cái phần anh Tấn anh mới qua đây á, làm như thay đổi chỗ ở á, cái sức khỏe nó chưa có kịp với cái chỗ ở, với lạ chỗ anh ngủ không được á, ra anh nhức đầu anh sốt. Không rồi ăn uống không được rồi, nay ăn hai tô đi. Rồi ăn mì với cháo không hả? Nay cơm, nay cơm cá ăn cơm nổi, ăn ngon. Nói chung ăn cái gì cũng không bằng cơm mình ấy nha. Ăn cháo gì chứ người nó lỏng bỏng ha, không có sức ha. Cái thịt canh nè, ăn vô cho nó lợi sức. Em tính rủ anh đi chạy cá, mà em thấy anh bệnh thôi, em không dám kêu, để chừng nào anh khỏe đi. Bữa hai bữa nữa đi. Thêm cơm nữa nè. Này cơm là nó cháy cháy ngon ha. Dạo này em mua đâu mà nấu vừa ăn nè. Sáng em mua được mấy ký. Không còn mấy trăm đó, 200 mấy gần 300. Thì em mua cho anh mấy liều thuốc á, anh ăn cơm và anh uống liền nha. Ăn cơm xong mình uống cho nó khỏe. Bệnh gì là khỏi giảm cân cũng ốm nữa nè. Nó có hai ngày mặt sò. Không nóng lạnh rồi nhức đầu quá nha. Nó cũng chảy nước mũi hoài luôn. Ngày mai thì coi đây nè. Kho mà nước mắm với muối với đường không mà nó cũng ngon anh ha. Nó có ớt gì đâu, nó ớt hành đi. Cái này kho y chang kiểu hồi xưa mẹ kho luôn nè. Bữa nay em bệnh nay mà không ăn cơm mình ăn em buồn không? Buồn chứ. Tại vì anh Tấn anh ăn cơm không nổi á cả nhà. Rồi ảnh nói ăn cháo thôi, ăn cháo mà vô clip thì ăn thấy nó không ngon, chứ thấy nó mệt quá, thấy trong người mệt á. Rồi anh em quen mình.
tại giảm cân quá rồi đuối quá. Chỗ lạ chỗ ha. Ở bên đây mũi nó nhiều á. Hết rồi. Hết rồi. Hấp canh nó nóng rồi. Hấp cho nó dễ cảm. Bây giờ anh ăn cơm xong rồi cái em lấy thuốc cho anh uống nha. Rồi, lấy thuốc cho anh uống. Cái này là anh uống về rồi tối là đi ngủ là anh uống một lần nữa. Rồi chiều là anh ăn xong. Ăn xong lần nữa cho khỏe. Nồng thuốc nha. Uống thuốc xong rồi chén bát rồi để đem rửa. Rồi. Rồi đeo lên võng nằm ngủ giấc đi cho khỏe. Dạ anh em cũng ăn xong rồi. Em cũng không gà em bệnh đôi khi nó cũng chịu khó mà nên nó làm nó đi chặt xong cho em chứ nó làm biết mà nên. Cả nhà thương hai anh em thì nhớ đăng ký cho hai anh em. Em chào cả nhà, gặp lại cả nhà ngày mai. Bye.